Hello mọi người, thì trên tay của mình đây là một cái sản phẩm có lẽ là những người mà hay bị đau đầu hoặc là bị stress cũng như là cần một cái gì đó nó mát mẻ giúp cho mình cảm thấy dễ chịu hơn với những cái cơn đau nửa đầu sẽ rất là thích hợp. Thì đây là một cái gel đổi đầu, một cái gel nóng lạnh để cho mình đổi đầu. Đây là một cái hình để mô tả. Và đối với cái sản phẩm này á, thì mình sẽ có hai cái sự lựa chọn. Một là một cái là mình đang sử dụng nè. Cái loại này á, thì nó sẽ có là hai cái miếng gel. Đó, nó sẽ có hai cái miếng gel ở phía đằng trước và ở phía đằng sau. Còn hai là cái loại mà nó sẽ chỉ có một cái miếng gel duy nhất thôi. Đó, là một loại nó sẽ chỉ có một cái miếng gel duy nhất. Tức là nó sẽ có một cái phần ở phía trước này thôi, và ở phần ở phía sau á thì nó sẽ không có một cái miếng gel nào cả. Và đây là cái loại hai miếng. Thì hỏi mình đó về cái sự khác biệt giữa hai miếng là như thế nào, thì đương nhiên á là hai miếng thì cái giá nó sẽ cao hơn, nhưng mà cái tác dụng nó sẽ tốt hơn một miếng như thế này. Và đây là cái phần hộp của nó. Đó, cái phần hộp của nó thì nó chỉ là một cái hộp giấy nó đựng thôi, cũng như là nó sẽ mô tả một số cái thông tin về cái sản phẩm thôi. Thực sự ra thì cũng không có cần phải đọc, bởi vì cái sản phẩm này mọi người nhìn là đã biết cách sử dụng rồi, không có cần phải đọc nhiều này kia để làm gì rất là mất công. Và cái sản phẩm này á là nó sẽ làm từ một cái vải, giống như là một cái vải lụa vậy đó, và ở phía bên trong thì nó sẽ có một cái miếng gel. Cái miếng gel này á thì mình cũng không có biết là cái miếng gel gì, nhưng mà nó ở một cái thể khá là mềm. Và nó có một cái độ đàn hồi giống như là cái da thịt người vậy đó. Nè, khi mà mình vỗ nè, thấy không? Nó kêu bạch 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 giống như là khi mà mình vỗ mông em bé vậy đó. Nó cũng kêu bạch 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 giống vậy á. Và cái này thật sự ra nó rất là nặng luôn. Một miếng gel á thì nó sẽ nặng khoảng tầm 300g. Và cái miếng mà mình đang cầm như thế này nè, nó sẽ nặng 600g. Đó, chính vì vậy mà đối với cái loại hai miếng này á thì sẽ thích hợp cho mình nằm hơn so với việc khi mà mình sử dụng mình đi tới đi lui. Còn cái loại mà một miếng gel như thế này nè thì sẽ thích hợp cho khi mà mình muốn giảm cái cơn đau đầu, hoặc là khi mà mình cảm thấy người mình bị sốt á thì mình đội cái miếng này lên trên. Cái miếng gel này á, người ta kêu đó là gel nóng lạnh, bởi vì á bản thân gel thì nó sẽ mang một cái hơi lạnh nhất định rồi. Khi mà mình để lên trên tay của mình như thế này nè, wow, thì nó có một cái cảm giác rất là mát lạnh nha. Nó có một cái cảm giác mát lạnh nhất định, nó rất là mát. Và để có thể mà đạt được một cái hiệu quả cao hơn á, thì mình có thể là mình để vào trong cái tủ lạnh để cho cái miếng gel này nó sẽ hấp cái nhiệt lạnh. Và sau đó thì khi mà mình bị đau nửa đầu hoặc là khi mà mình bị đau đầu á, thì mình sẽ đeo lên thì nó sẽ rất là mát. Nó rất là thích hợp cho những cái ngày hè nóng bức như thế này. Thật sự ra thì bây giờ là trời rất là nóng. Đó, trời rất là nóng mà khi mà mình đeo cái này lên trên đầu của mình đó, thì mình cảm thấy nó rất là mát. Nó sẽ mát được một chút xíu và sau đó thì mình sẽ cởi ra, và sau đó thì mình sẽ để ở phía bên ngoài cho nó hấp thụ cái không khí mát á từ phía bên ngoài, hoặc là để cho nó nhả cái khí nóng khi mà nó hấp thụ ở trên trán của mình á, nó nhả hết khí nóng ra thì mình đeo lại thì nó sẽ mát bình thường. Bởi vì về cơ bản á thì cái miếng gel này lúc nào nó cũng mát cả. Chỉ có khi mà mình đeo lên trên đầu của mình á thì nó sẽ hấp nhiệt từ trên đầu của mình. Nó sẽ hấp nhiệt từ trên đầu của mình và nó làm cho cái miếng gel này nó hơi nóng. Thì những khi đó thì mình, một là mình muốn bỏ vô tủ lạnh cũng được. Còn hai là mình cứ để nó, mình tháo ra và mình để nó như thế này. Sau khoảng chừng 10-15 phút thì nó sẽ mát lại bình thường và sau đó thì mình sẽ đội vô lại. Vì sao mà cái miếng gel này nó sẽ rất là có lợi cho những người bị đau nửa đầu? Bởi vì đây là một cái miếng gel, khi mà mình đeo vô thì nó sẽ mang là một cái cảm giác lạnh. Và cái cảm giác lạnh thì nó sẽ giúp cho cái cơn đau đầu của mình nó sẽ bị giảm bớt đi. Và với lại phần cái phần dạ phải này nè, nó có một cái độ co giãn nhất định. Và khi mà mình bị đau đầu, thường thường thì mọi người thấy là người ta đau đầu người ta hay lấy tay người ta ôm đầu đúng không? Thì thật sự ra bây giờ mình cũng không có cần phải lấy tay để mình ôm đầu mình nữa đâu. Bởi vì có cái miếng này nè, khi mà mình đeo vô thì nó sẽ siết cái đầu mình, nó siết vừa đủ chứ nó không có siết chặt quá làm cho mình đau đầu thêm. Và bởi vì nó siết như vậy thì nó sẽ giúp cho mình giảm được cái cơn đau đầu. Đó, nó sẽ giảm được cái cơn đau đầu. Và nếu như mà
đi mà mình có nhiều người mà họ bị đau đầu á, họ bị đau hốc mắt luôn, thì mình có thể kéo cái miếng này xuống cái hốc mắt của mình thì nó cũng sẽ giúp cho mình giảm đau về cái hốc mắt luôn. Và nếu như mà mình cần một cái không gian yên tĩnh, mình cần một cái không gian tối hoàn toàn, thì mình có thể kéo cái miếng này xuống hai con mắt của mình và nó che. Và như mọi người thấy ở đây nó có một cái phần khuyết cái lỗ mũi nè, đó là mình sẽ kéo đến vừa cái lỗ mũi của mình luôn đó, và cái lỗ này để cho mình thở, bởi vì nếu như mà mình kéo cái miếng gel này nó che cái lỗ mũi mình không thể nào mình thở được cả. Như vậy mà họ khoét ở đây, họ khoét thành cái lỗ mũi của mình rất là mát, rất là êm luôn á. Cái này thì mình có thể làm cái gối nằm cũng được đó. Khi mà mình để tay như thế này nè, nó có một cái độ cứng nha, mà nó chỉ lún một lớp gel thôi đó, nó chỉ lún một lớp gel thôi, và còn một cái lớp gel nữa nó không có lún đó. Thì để cho mọi người thấy là cái miếng gel này tuy là nó là gel nhưng mà nó sẽ rất là bền, và đồng thời thì nó cũng sẽ không có bị biến dạng hoặc là không có bị chảy ra nữa. Đây là gel gel lạnh mà cái gel cố định luôn á đó. Đó rất là nặng, cái miếng này là nó nặng tầm khoảng 600 gram, hơn 600 gram một chút xíu, nó rất là nặng. Thì cái miếng này thích hợp cho mình khi mà mình nằm á, thì mình đeo hoặc là mình làm cái gối để mình nằm thôi. Còn nếu như mà mình vừa đeo mà mình vừa đi tới đi lui thật sự ra thì đeo một cái trọng lượng mà 600 600 gram, 600 gram lên trên đầu của mình mà đi tới đi lui thật sự ra là một cái vấn đề khá là nan giải cho cái cột sống của mình đó. Đó, cho cái cột sống cổ của mình. Mát lắm. Khi mà mình để tay lên như thế này nè, wow, rất là mát luôn. Khi mà ở ngoài trời á, thật sự ra bây giờ ở ngoài trời đang rất là nóng luôn á. Khi mà mình để lên tay như thế này nè, mọi người có thể cảm thấy là một cái hơi mát nhẹ nhàng. Đó, hơi mát nhẹ nhàng chứ vì vậy mà khi mà mình bị sốt á, khi mà mình bị sốt thì mình cũng không có cần phải gọi là lấy cái khăn rồi nhúng miếng nước ấp ấp lên trên đầu của mình làm gì, mình chỉ việc mà mình đeo cái này vô thôi thì nó sẽ hấp thụ cái hơi ấm, cái hơi nóng từ trên trán của mình và nó hấp thụ vào trong cái miếng gel này, nó sẽ giúp cho mình hạ sốt rất là nhanh luôn. Mình nghĩ đây là một cái món đồ nó khá là cần thiết và nên có ở nhà, bởi vì nếu như mà mình bị đau đầu hoặc là mình bị stress á, mình có thể đeo vô và mình cảm thấy thư giãn ngay lập tức luôn. Rất là hay, rất là tiện lợi luôn. Mình có thể xếp gọn nó lại như thế này thành 4 lớp và sau đó thì mình sẽ nằm lên trên đây nếu mà mình muốn, hoặc là nếu mình có thể lót như thế này và mình nằm cũng được. Đó. Rất là nặng nha và rất là chắc.